em là người bốc số rất là kém. Cho nên trước khi đến chương trình em đã nhờ vợ em là tư vấn cho em con số. Nên em xin phép bắt đầu con số 3. Câu hỏi này trị giá 4 triệu ạ. Úi trời ơi! Cát ơi! 4 triệu! 5 triệu! 44 thì sẽ cứ số 5 thì đi. 1 triệu. Trọng Bài, sinh viên năm thứ 2 đại học, có nhiều biểu hiện lạ như hay ngáp vặt, mệt mỏi, lười tắm, thường xuyên ngủ gà ngủ gật trong lớp học. Bạn bè thì bất ngờ nghe tin là Bài bị lực lượng chức năng bắt giữ khi vừa sử dụng ma túy tại phòng hát karaoke. Xét nghiệm nhanh nước tiểu của Bài cho kết quả là dương tính với ma túy. Hành vi của Bài có thể bị xử lý như thế nào? A. Xử lý hình sự về tội tàng trữ trái phép chất ma túy. B. Xử lý hình sự về tội sử dụng trái phép chất ma túy. C. Xử lý hành chính về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Và D là xử lý hành chính về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy ạ. Kết quả xét nghiệm cho thấy là đã dương tính với ma túy, tức là đã sử dụng. Sinh viên năm 2 tức là đã đủ tuổi hành công dân. Trước đấy đã có một số biểu hiện lạ, cho nên chứng tỏ là đã từng sử dụng trước đấy nữa. Ở đây có hai cái biến để phải phân vân là biến hành chính hay hành sự và sử dụng hay là tàng trữ. Thì trong trường hợp này vì đã dương tính tức là đã sử dụng nên là em sẽ loại hai phương án tàng trữ đi. Thì hiện tại em chỉ còn lại phân vân giữa hành chính hay là hành sự. Đến lúc này rồi thì vì em không biết khung luật nên chắc là em sẽ chọn theo cảm tính vậy. Thôi em quyết định chọn phương án B ạ. B. Vâng. Tại vì ở đây về cơ bản là họ không có định lượng. Không có bằng chứng để chứng minh là cái người này sử dụng bao nhiêu. Chính và vì vậy họ mới phải xét không nghiệm. Có khung. Bác Can. Rồi. Có ý kiến gì không? Vâng. Tôi có ý kiến thế này ạ. Phạm luật hành sự là chỉ cho buôn bán tàng trữ, rủ dê lôi kéo. Chứ còn đây là chỉ là gọi là sử dụng thôi. Dạ, cho nên là xử phạt theo khung hành chính. Quyết định của em là chính xác là gì nào? Sau khi cụ Can có ý kiến rồi đấy. Em cảm ơn cụ Can rất là nhiều. Bổ sung cho em niềm tin. Em chốt phương án D ạ. Như vậy là chỉ xử lý hành chính thôi. Tôi đưa ra đáp án D là hoàn toàn chính xác.